Xin chào mọi người. Bây giờ xin mời mọi người cùng kênh Tuân Vùng Cao ngắm cái tác phẩm lan ghép lũa nha. Đây là mình ghép bằng lan quế tháng tư này, hay còn gọi là tam bảo sắc này. Rất là đẹp. Đây, hoa lưỡi tím đậm. Mình ghép nghệ thuật này ghép được 3 năm rồi. Mình ghép tầm năm 2018 rồi đó. À, 2017 chứ. Cuối năm 2017 là mình ghép cái giò này. Đấy, hoa lưỡi tím đậm này. Hoa rất thơm nhé mọi người nhé. Giỏ này mình bán lại cho bạn có mấy trăm thôi. Này như một số nơi họ bán thì gần triệu hoặc cả triệu bạc. Mình chỉ bán rẻ thôi, bán có mấy trăm nghìn thôi. Thì cái này mình mua lan về mình cái thì ghép chơi, cái thì ghép để anh em nào có nhã ý muốn lấy sưu tầm thì mình lại nhường lại. Đấy. Xong rồi bây giờ thì vườn cũng sắp hết các cái giò bé bé rồi, tới đây là có lan là lại phải ghép các cái giò bé bé nhỡ nhỡ cho anh em vừa tầm túi tiền để sưu tầm. Này, cái giò này đang hoa và đang còn nụ này. Nụ đây này, nụ trên đệ này, cái này nó còn phân nhánh nhá. Cái chùm này chính là có một nhánh chính và hai nhánh phụ đây này. Một này, hai này. Đó là hai cái nhánh phụ, còn nhánh chính đây. Thông thường thì một chùm hoa lan tam bảo sắc thì nó chỉ có một dây xuống như thế này thôi. Đấy. Cái thân bên này lại chùm hoa phân nhánh rất là hay, rất là đẹp. Đây mình quay tổng thể cho mọi người ngắm này. Đây, tác phẩm này ngày trước mình ý tưởng định làm kiểu con chim đang tung cánh bay. Đấy, đây là cái phần giống như kiểu cái ngực của con chim này. Nếu mà đợt này mà tôi còn lan thì tôi lại ghép thêm một cái ngọn vào đây nữa thì nó sẽ thành cái đầu con chim như này luôn. Đấy, đây là đôi cánh. Đấy, ghép nghệ thuật đấy chứ, nhưng mà đang trong quá trình ghép nhưng lại có người mua mất rồi. Rồi thì hôm sau tư vấn cho họ, hoặc là tí mình lên mình tìm một cái ngọn nào đó phù hợp mình sẽ bỏ vào đây luôn, sẽ hợp lý cho nó hoàn thiện ý tưởng, hoàn thiện tác phẩm luôn. Đấy, đây là phần sau này, đây là cái phần lưng này. Đấy, đây là đôi cánh này, đây cái phần đuôi, nhưng mà nó bị ăn nắng lại vòng ngược ra đằng trước mất rồi. Không sao cả, còn các cái bộ rễ đây tượng trưng cho phần đuôi vẫn đẹp. Mình làm sẵn móc treo treo vườn lâu nay. Mình chủ yếu là ghép lan lên lũa hoặc lên gỗ là nhiều. Anh em đến sưu tầm cũng tương đối khá khá nhiều đấy.
ngoài hàng kg thì không tính, không không tính được số lượng xuất đi và mua về này. Mình chỉ tính các cái giò đơn giản, các cái giò kiểu này và các giò to mình bán. Cái này đang có tính ra là có 1, 2, 3, 4 4 vòi hoa chính. Nhưng mà cái này là bị cái con bọ cánh vàng nó cắn, nó làm hỏng hết cái nụ, nở đúng bông này, cái chùm này. Đấy. Cái chùm này thì nó phân nhánh, như lúc nãy tôi nói rồi đấy. Cái chùm này thì có một chùm thôi, cũng bị hỏng hết nụ, còn đúng hai nụ nở được hai bông hoa. Các cái ngọn khác thì chưa có nụ, chưa có hoa. Tôi đếm xem là mấy ngọn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ngọn. Ghép lan, ghép cây hoa các thứ mình hay chọn cái ghép lẻ 1, 3, 5, 7, 9 ví dụ đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cũng có 7 ngọn thôi mọi người nhé. Mình quay như thế thôi, mời mọi người chiêm ngưỡng cái tác phẩm như thế. Chúc mọi người xem clip vui vẻ nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau nhé.